chưa vào chắc xin chào mọi người, không biết là có ai đang vào tham gia livestream của bé Epic không ạ? Xin chào tất cả mọi người, xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì chúng mình đang quay trở lại với chương trình livestream thực tế cùng trò chuyện với Epic vào tối 8 giờ tối thứ năm hàng tuần. Xin chào Thu Trang Lê, chào các bạn. Các bạn thân mến, để tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với Epic thì chúng ta hãy cùng cầm điện thoại của mình, sau đó chia sẻ bài viết này trên trang cá nhân. Đó là điều kiện đầu tiên để chúng ta tham gia chương trình. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng tag hai người bạn của mình vào. Và ở cái caption đó thì mình có ghi những cái thông tin về việc chia sẻ. Các bạn chia sẻ thì các bạn kèm theo hashtag là Hà Nội Free Fire Tour Guide và học tiếng Anh thực tế cùng anh Fit. Chúng ta hãy cùng chia sẻ bài viết này để khi trong những khoảng thời gian đầu tiên, khoảng 10 phút đầu tiên, khi mà số người xem lên đến khoảng 30 đến 40 bạn thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu tham gia chương trình. Có bạn nào tham gia chương trình này lần đầu tiên không ạ? Chúng ta có thể bình luận dưới bài viết này giúp mình được không? Chào các bạn, giờ này có lẽ là chúng ta vừa mới ăn cơm xong đúng không ạ? Và ngày hôm nay, đặc biệt là ngày rằm nữa thì không biết là nhà mình đã tổ chức gì đó không ạ? Chúng ta có thể bình luận dưới bài viết này và chia sẻ cùng với các học viên của Epic cũng như các khán giả của Epic được không ạ? Xin chào các bạn. Xin chào Thảo. Chào Trang. Chúng ta hãy cùng chúng mình xin nhắc lại một chút là ngày hôm nay cùng với series của chương trình thì là vào lúc 8 giờ tối thứ năm hàng tuần thì chương trình trò chuyện của Epic sẽ được bắt đầu. Và ngày hôm nay cũng vậy, có lẽ là cái chủ đề mà chúng mình đã chia sẻ từ hôm trước rồi đúng không ạ? Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là lễ Vu Lan. Các bạn biết gì về lễ Vu Lan, chúng ta có thể chia sẻ và bình luận dưới bài viết này được không ạ? Các bạn thân mến, trong 10 phút đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nếu như mà muốn được tham gia trò chơi này cùng với chúng mình, trò chơi của chúng mình rất là nhiều phần quà vô cùng hấp dẫn đến từ Hà Nội Free Fire Tour Guide ạ. Xin chào các bạn, 12 bạn xem rồi ạ. Và khi mà chúng ta đợi đến khoảng 35 bạn xem thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu cái phần chơi của chúng ta nhé. Và mình xin nhắc lại một chút là khi mà các bạn muốn tham gia trò chơi này cùng với chúng mình, các bạn thân mến, khi mà chúng ta cùng muốn tham gia trò chơi này với chúng mình ạ, thì các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng tag hai người bạn của mình vào, sau đó chia sẻ bài viết này trên trang cá nhân kèm theo hashtag là Hà Nội Free Fire Tour Guide và học tiếng Anh thực tế cùng Epic ở dưới bình luận. Ngay đầu tiên thì chúng mình đã có ghi bình luận ngay đó ạ. Chào các bạn. Các bạn thân mến, vào lúc 8 giờ tối thứ năm hàng tuần thì Epic muốn mang lại những giá trị mang lại nhiều giá trị nhất cho các bạn học viên của Epic và những bạn ngoài câu lạc bộ Hà Nội Free Fire Tour Guide. Và chính vì vậy là chương trình của chúng mình đã ra đời. Xin chào chị Khánh, chào mọi người. Các bạn thân mến, hãy cùng chia sẻ bài viết này ạ, để chúng ta sẽ cùng có nhiều bạn tham gia cùng với những phần quà vô cùng hấp dẫn, và đặc biệt là được nhận voucher trị giá 50% đối với khóa học của Epic ạ. Rất là tuyệt vời đúng không nào? Đấy, các bạn hãy cùng tham gia trò chơi của chương trình nhé. Trong chương trình này thì chúng ta sẽ có 10 câu hỏi và nhiệm vụ của các bạn vô cùng đơn giản. Ngày hôm nay chủ đề là lễ Vu Lan thì chắc chắn là bọn mình đã chia sẻ cái chủ đề này với các bạn rồi ạ. Thì chắc chắn là các bạn đã tìm hiểu rồi đúng không nào? Có bị tối không ạ? Có vấn đề gì chúng ta sẽ cùng chia sẻ dưới bài viết này nhé. Chị ơi,
chị nhìn giúp em có bị tối không ạ? Các bạn thân mến, mình xin nhắc lại một chút là những bạn nào muốn tham gia trò chơi này cùng Efit, chương trình trò chuyện cùng Efit ạ. Chúng ta hãy cùng tag hai người bạn của mình vào và chia sẻ bài viết này trên trang cá nhân. Và sau đó thì chúng ta hãy cùng nhắn tin thông tin của mình, bao gồm tên và số điện thoại vào trong fanpage của câu lạc bộ. Và sau đó thì chúng mình sẽ dựa vào những cái thông tin đó để liên hệ khi mà các bạn nhận được những phần quà để tặng quà cho các bạn ạ. Vâng ạ, chúng ta sẽ có 10 phút đầu tiên và 5 phút đã trôi qua rồi, và các bạn hãy nhanh chóng chia sẻ. Và sau đó khi mà đến 8:10 là mình sẽ bắt đầu những phần chơi luôn, là các bạn sẽ không, khi mà các bạn chia sẻ hay là gì đó thì chúng ta sẽ hết cái phần tham gia trò chơi đi ạ. Các bạn hãy cùng chia sẻ và tag hai người bạn của mình vào, đúng không ạ? Trò chơi này của chúng ta bao gồm với những cái chủ đề liên quan về văn hóa, lịch sử, ẩm thực và những cái mảng hot nhất của đời sống xã hội. Và đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay thì với chủ đề là lễ Vu Lan, chúng mình sẽ có 10 câu hỏi và câu hỏi may mắn nằm ở câu hỏi số 9 ạ. Vâng ạ, con số là 14 bạn xem rồi ạ, và chúng ta hãy cùng chia sẻ bài viết này và tag hai người bạn của mình vào. Đặc biệt là các bạn hãy cùng nhắn tin cho fanpage của câu lạc bộ để chúng mình sẽ dựa vào những cái thông tin đó để liên hệ và trao giải cho các bạn ạ. Mình xin nhắc lại một chút là chúng ta có 10 câu hỏi và câu hỏi may mắn nằm ở câu hỏi số 9. Chắc chắn là các bạn đang thắc mắc rằng là khi mà tham gia trò chơi thì chúng ta sẽ nhận những phần quà nào, đúng không nào? Ngoài được tham gia trò chơi và nhận những cái kiến thức về liên quan đến chủ đề trong tuần này thì các bạn còn được nhận một giải thưởng lớn nhất của câu lạc bộ, đó chính là giải thưởng voucher 50% cho một chương trình học, tương đương với một khóa học, một level học đấy. Và đặc biệt là câu hỏi may mắn, chúng ta sẽ được nhận một phần quà vô cùng ý nghĩa đến từ câu lạc bộ, đó chính là một túi hoặc ba lô giúp của câu lạc bộ. Ngoài ra thì chúng mình có cơ cấu giải thưởng là có 4 giải thưởng ạ. Giải may mắn nằm ở câu hỏi số 9, giải nhất, giải nhì và giải ba. Chính vì vậy thì chúng ta hãy cùng chia sẻ bài viết này và tag hai người bạn của mình vào, kèm theo những yêu cầu mà chúng mình đã đưa ra để các bạn có thể được cùng tham gia chương trình với chúng mình, đúng không ạ? Mọi người đã ăn cơm chưa ạ? Không thể mọi người nói gì cả. Chúng ta hãy cùng chia sẻ cảm xúc của mình trong ngày hôm nay, đúng không nào? Mình đã thấy bạn Hạ An chia sẻ bài viết này ạ. Xin chào Hoàng Linh. Hiện tại thì mình thấy là các bạn ở trong thành viên của câu lạc bộ đã tham gia. Các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng chia sẻ bài viết này và sau đó thì chúng ta sẽ cùng tham gia chương trình với Efit nhé. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là lễ Vu Lan. Dạ. Ôi chị ơi, chị xem lại rồi em vẫn ở đâu rồi. Các bạn thân mến, chương trình xin chào các bạn vào sau vừa mới vào ạ. Chương trình này của chúng ta là chương trình trò chuyện cùng Efit được phát sóng vào 8 giờ tối thứ năm hàng tuần. Xin chào tất cả các bạn, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với mong muốn là mang lại nhiều giá trị nhất cho các bạn của thành viên của câu lạc bộ cũng như là các bạn ngoài câu lạc bộ, thì ngày hôm nay thì chúng mình đã mang đến cho các bạn chương trình cùng với những phần quà, cùng với những câu hỏi với xoay quanh những cái chủ đề về văn hóa, ẩm thực và lịch sử và những cái mảng hot nhất về đời sống xã hội. Chúng ta sẽ có những phần chơi vô cùng đơn giản thôi ạ. Cùng tham gia trả lời 10 câu hỏi với Efit và sau đó thì các bạn sẽ được nhận những phần quà vô cùng hấp dẫn. Các bạn hãy cùng chia sẻ bài viết này và tag hai người bạn của mình vào để cùng tham gia chương trình cùng với chúng mình nhé. Uh,
Xin chào Nguyễn Hương, chào Khánh Linh. Các bạn có thể bình luận dưới bài viết này giúp chúng mình được không nào, để các bạn để mình biết là các bạn đã chia sẻ và đã cùng tham gia chương trình với chúng mình ạ. Xin chào Khánh Linh, chào Louis Nguyễn, chào Vân Nguyễn. Các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng làm đủ những cái bước để này, để sau đó chúng ta sẽ cùng tham gia trò chơi này nhé. Và vậy là thời gian của chúng ta đã trôi qua. Và các bạn thân mến, các bạn vào sau thì chú ý là chúng ta hãy cùng chia sẻ bài viết này. Và sau đó thì chúng ta sẽ cùng tham gia trả lời những câu hỏi đến ngày hôm nay thì chủ đề của chúng ta chính là chủ đề về lễ Vu Lan. Chúng ta hãy cùng tham gia trả lời 10 câu hỏi. Và các bạn lưu ý là với câu hỏi số 9 là câu hỏi vô cùng may mắn, là các bạn khi mà trả lời đúng nhất và nhanh nhất thì các bạn sẽ được nhận những phần quà vô cùng hấp dẫn đến từ câu lạc bộ ạ. Mọi người ăn dằm như thế nào ạ? Có bị tối không nhỉ? Mọi người có thấy tối không ạ? Chúng ta có thể bình luận và trả lời tương tác với mình một chút được không nào? Không thể các bạn nói gì mà các bạn chỉ xem thôi, không nói gì cả. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chuẩn bị để bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi nhé. Không biết là các bạn đã chia sẻ bài viết chưa ạ? Nhà mình ăn dầm siêu to. Ok. Không biết là Thủy có thể chia sẻ về những cảm xúc của bạn khi mà chúng ta cùng tham gia ăn dầm cùng với gia đình của mình được không nào? Mọi người có thấy tối không ạ? Nếu mà tối thì chúng ta có thể bình luận dưới này để cho mình biết được không nào? Xin chào các bạn, không biết là các bạn đã làm theo những cái điều mà chúng ta đã cùng trao đổi với nhau chưa? Võ Hạnh Giang, xin chào Võ Hạnh Giang, chào chào trái các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta mới vào đúng không nào? Các bạn hãy cùng chia sẻ và tag hai người bạn của mình vào để cùng tham gia trò chơi này nhé. Đặc biệt là các bạn hãy like bài viết này và chia sẻ bài viết này trên trang cá nhân của mình. Đó ạ, đó là sẽ đủ vô cùng, những yêu cầu vô cùng đơn giản đúng không nào? Ok, chào các bạn, và bây giờ đã là 8:13 rồi và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những câu hỏi đầu tiên. Các bạn thân mến, sau khi mình đọc câu hỏi xong thì các bạn khi mà các bạn có những câu các bạn có câu trả lời thì chúng ta hãy cùng bình luận dưới bài viết này thật là nhanh đúng không ạ? Câu hỏi đầu tiên về chủ đề lễ Vu Lan ạ. Lễ Vu Lan được tổ chức vào ngày nào? Đáp án A là 15 tháng 8 âm lịch, đáp án B là 15 tháng 9 âm lịch, và đáp án C là 15 tháng 7 âm lịch ạ. Vâng ạ, câu hỏi đầu tiên của chúng ta là lễ Vu Lan được tổ chức vào ngày nào? 15 tháng 8 âm lịch, 15 tháng 9 âm lịch, 15 tháng 7 âm lịch. Đó ạ. Các bạn thân mến, câu hỏi đầu tiên của chúng ta đã có đáp án rồi. Ok, có bạn Hạ An chúng ta đã trả lời đáp án C ạ. Đáp án C. Không biết là có bạn nào có những đáp án khác không ạ? 15 tháng 7 âm lịch, vâng ạ. Các bạn thân mến, là câu hỏi đầu tiên của chúng ta mới chỉ bắt đầu, vậy nên là những bạn mới vào, chào anh Trang. Các bạn mới vào thì chúng ta hãy cùng chia sẻ bài viết này và like và chia sẻ bài viết này và tag hai người bạn của mình vào để chúng ta sẽ cùng tham gia chương trình này cùng với câu lạc bộ. Đặc biệt là không chỉ nhận được những cái kiến thức vô cùng thú vị mà chúng ta còn nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Đáp án C của Thư Phạm ạ. Vâng ạ. Vậy là chúng ta đã có 3 đáp án rồi. Các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng chia sẻ bài viết này và được để sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhận những phần quà vô cùng hấp dẫn đến từ chương trình này nhé. Xin chào Đạt Phương. Đạt Phương thân mến, bạn hãy chia sẻ bài viết này và tag hai người bạn của mình vào và cùng tham gia trả lời câu hỏi của chúng ta mới chỉ bắt đầu, là câu hỏi đầu tiên thôi ạ. Hãy cùng like và chia sẻ bài viết này để chúng ta có những cơ hội. Like sớm thế. Chương trình của chúng ta đã bắt đầu vào lúc 8 giờ tối thứ năm hàng tuần và chúng mình cũng đã thông báo cái giờ khung giờ này rồi đúng không nào? Các bạn thân mến, là nếu như mà chúng ta không muốn bỏ lỡ những lần
livestream của câu lạc bộ thì chúng ta hãy cùng bấm vào nhận thông báo, và như vậy là khi mà có bài viết hay là có những buổi live như thế này thì các bạn sẽ nhận được thông báo, và chính vì thế là chúng ta sẽ không bị lỡ nữa, đúng không ạ? Bây giờ vẫn kịp mà, là Vương, chúng ta có thể chia sẻ bài viết này và tag hai người bạn của mình vào nhé. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta mới chỉ là: lễ Vu Lan được tổ chức vào ngày nào? Đáp án A là 15 tháng 8 âm lịch, đáp án B là 15 tháng 9 âm lịch, và đáp án C là 15 tháng 7 âm lịch ạ. Hiện tại thì mình đã nhận được đáp án của Hạ An, Vũ Thủy và Thư Phạm. Các bạn đa số là đều chọn là đáp án C. Vâng ạ, rất là tuyệt vời và rất là chính xác ạ. Câu hỏi này khá là dễ đối với mọi người, đúng không nào? Lễ Vu Lan chính là ngày hôm nay, là ngày 15 tháng 7 âm lịch. Trong văn hóa người Việt thì rằm tháng 7 không chỉ là ngày rằm thông thường, mà nó còn là ngày xá tội vong nhân và đồng thời là ngày lễ Vu Lan. Và chính vì thế và những ngày này thì người Việt rất là coi trọng việc thờ cúng để cầu cho cả gia đình mình bình an, xua đuổi mọi vật xui xẻo đeo bám ạ. Chào Thủy, chào Chiết Vũ, các bạn thân mến, các bạn mới vào thì chúng ta hãy cùng chia sẻ và like bài viết này, đồng thời tag hai người bạn của mình vào để cùng tham gia chương trình này cùng với chúng mình. Chương trình trò chuyện cùng Epic sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ tối thứ năm hàng tuần. Chúng ta hãy cùng chia sẻ bài viết này và tham gia trả lời 10 câu hỏi cùng với chúng mình nhé. Chúng mình có cơ cấu giải thưởng gồm 4 giải cơ ạ. Giải thứ nhất, giải nhất, giải nhì và giải ba. Và đặc biệt là có giải may mắn nằm ở câu hỏi số 9 ạ. Chúng ta hãy cùng chia sẻ bài viết này và tag người bạn của mình vào, và chúng ta sẽ cùng có những cơ hội để tham gia trả lời những câu hỏi nhé. Xin chúc mừng bạn đầu tiên của chúng ta đã trả lời đúng là đã bạn Hạ An. Và bạn đã chia sẻ bài viết này rồi, đúng không nào? Những bạn tham gia trả lời câu hỏi, chúng ta hãy cũng sẽ chia sẻ những bài viết này nhé. Ok, vậy là câu hỏi đầu tiên của chúng ta đã kết thúc. Chuyển sang câu hỏi thứ hai nhé. Ý nghĩa của lễ Vu Lan là gì? Đáp án A là lễ báo hiếu, đáp án B là lễ tri ân, và đáp án C là lễ cầu duyên ạ. Câu hỏi số 2 đang bắt đầu, và các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng bình luận và trả lời những câu hỏi của chúng mình nhé. Câu hỏi số 2 ạ. Ý nghĩa của lễ Vu Lan, đáp án A là lễ báo hiếu, đáp án B là lễ tri ân, và đáp án C là lễ cầu duyên ạ. Đáp án A, Hạ An đã đưa ra là đáp án A. Các bạn hãy cùng trả lời, đưa ra đáp án mà mình cho là chính xác nhất, và chúng ta hãy cùng... Xin chào anh Ly, anh Ly đã chọn đáp án A rồi, đúng nào? Câu hỏi của chúng... Vâng, xin chào Thủy, Thủy cũng là đưa ra đáp án A. Các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng chia sẻ bài viết này và tag hai người bạn vào, thì tag hai người bạn của mình vào ạ. Và như vậy thì chúng ta mới nhận là... Hãy cùng chia sẻ bài viết này và tag hai người bạn của mình vào để chúng ta có... vậy là các bạn mới đã đủ tiêu chuẩn để tham gia chương trình này đó ạ. Xin chào Tâm Ngô, chào Tâm Ngô. Vậy là 2 tuần rồi chúng ta mới gặp nhau, đúng không nào? Các bạn vào sau thân mến, chúng ta hãy cùng chia sẻ bài viết này và chúng ta hãy cùng tham gia trả lời lắm. Chúng ta sẽ cùng tham gia trả lời 10 câu hỏi, và đặc biệt là câu hỏi may mắn nằm ở số 9 nhé, mọi người nhé. Chính vì vậy là khi mà tham gia trò chơi này, các bạn hãy cùng chia sẻ và tag hai người bạn của mình vào để các bạn ấy biết được những thông tin này. Chúng ta sẽ giúp các bạn ấy là có được những cái thông tin về kiến thức lịch sử văn hóa, hay là đặc biệt là chủ đề ngày hôm nay là lễ Vu Lan. Ngoài ra thì chúng ta còn có cơ hội được nhận những phần quà vô cùng hấp dẫn đến từ chương trình, đúng không nào? Có lẽ là hình như là đến thời điểm này thì các bạn mới ăn cơm xong, đúng không ạ? Các bạn đang xem, chúng ta hãy cùng tham gia trả lời câu hỏi và có thể bình luận và tương tác với chúng mình, đúng không nào? Để mình biết là các bạn đang xem. Câu hỏi thứ hai là ý nghĩa của lễ Vu Lan là gì ạ? Đáp án A là lễ báo hiếu, đáp án B là lễ tri ân, và đáp án C là lễ cầu duyên. Các bạn vào sau, chúng ta hãy cùng vào bình luận và chia sẻ bài viết này nhé. Chúng ta đưa đến những cái thông tin này đến cho nhiều người biết thì càng tốt, đúng nào? Bởi vì các bạn ấy sẽ có cho mình những cái mảng kiến thức nhất định, đặc biệt là lễ Vu Lan chủ đề tuần này. Không biết là các bạn đã gửi một lời nào đó tới bố mẹ của mình chưa?
Đông Ngô đưa ra đáp án là đáp án A, Khánh Linh cũng là đáp án A. Không biết là các bạn đã làm theo đủ yêu cầu là like và share bài viết ở chế độ công khai chưa ạ? Và tag hai người bạn của mình vào. Ok, vậy là khá là nhiều bạn cũng đưa ra là đáp án A, tất cả, hầu như là tất cả các bạn đúng không nào? Vâng ạ, đáp án vô cùng chính xác và khá là dễ đối với mọi người đúng không? Đáp án A chính là lễ báo hiếu, là ý nghĩa của lễ Vu Lan. Ok, vậy là không biết là, vậy là hình như là những bạn tham gia trò chơi này của chúng ta đã trả lời là đúng hai câu hỏi rồi đúng nào? Không có bạn nào trả lời sai cả, vậy thì không có lý do gì chúng ta sẽ cùng bắt đầu chuyển sang câu hỏi thứ ba nhé. Câu hỏi thứ ba như sau ạ, các bạn hãy cùng lắng nghe nhé. Câu hỏi thứ ba, vào dịp lễ Vu Lan những Phật tử thường cài hoa gì? Có vẻ như là khá là khó đối với một số bạn không quan tâm nhá. Đáp án A là hoa cúc trắng, đáp án B là hoa cúc vàng và đáp án C là hoa hồng. Vào dịp lễ Vu Lan những Phật tử thường cài hoa gì ạ? Đáp án A là hoa cúc trắng, đáp án B là hoa cúc vàng và đáp án C là hoa hồng. Các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng chia sẻ bài viết này và hãy cùng trả lời thật là nhanh khi mà mình có đáp án nhé. Chúng ta chuyển sang câu hỏi số 3 rồi ạ. Đáp án A là hoa cúc trắng, đáp án B là hoa cúc vàng và đáp án C là hoa hồng. Hiện tại đã đến câu hỏi thứ 3 và mình đã thấy là bạn Hà An cũng đưa ra đáp án C. Bạn Thủy cũng là đáp án C, bạn Tâm Ngô cũng là đáp án C. Không biết là mình chưa thấy là Thủy và Tâm Ngô và Đạt Vương đã làm theo đúng yêu cầu của chương trình chưa ạ? Các bạn đã chia sẻ và tag hai người bạn của mình vào chưa ạ? Chưa, like và chia sẻ bài viết này ở chế độ công khai mọi người nhé. Mọi người thể thả tim một chút được không? Mình xin đọc lại câu hỏi, là câu hỏi số 3 là vào dịp lễ Vu Lan những Phật tử thường cài hoa gì? Đáp án A là hoa cúc trắng, đáp án B là hoa cúc vàng và đáp án C là hoa hồng. Ok, mình nhận tim nha, mình nhận tim của các bạn. Đạt Vương, chúng ta vẫn cứ tham gia chương trình này được mà. Và chúng ta đặc biệt là các bạn thân mến, là chúng ta có câu hỏi may mắn nằm ở câu hỏi số 9. Và đến thời điểm này thì bạn vẫn có thể hoàn toàn tham gia chương trình cùng với chúng mình. Khi mà các bạn vẫn tham gia trả lời câu hỏi và chia sẻ bài viết. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng hàng tuần vào lúc 8 giờ tối thứ năm nhé. Câu hỏi số 3 là vào dịp lễ Vu Lan những Phật tử thường cài hoa gì ạ? Mình nhận được câu trả lời của Đạt Vương là đáp án A, hoa cúc trắng. Bạn Tâm Ngô là hoa hồng. Bạn Thủy cũng là hoa hồng. Ok. Vậy là câu hỏi số 3 của chúng ta. Tôi hãy cùng chờ đợi một chút. Các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng tag hai người bạn của mình vào và chia sẻ bài viết này nhé. Chương trình của chúng ta nhằm mang lại cho các bạn những giá trị tốt nhất và cùng với những câu hỏi xoay quanh về chủ đề văn hóa ẩm thực và lịch sử, cùng với những mảng hot nhất của xã hội hiện nay thì chúng ta sẽ cùng sẽ được vào tham gia cái chương trình này. Và đặc biệt là sẽ được phát sóng vào tối thứ 8 giờ tối thứ năm hàng tuần. Chúng ta đang dừng lại ở câu hỏi số 3, là các bạn đã tham gia trả lời câu hỏi số 3 là vào dịp lễ Vu Lan những Phật tử thường cài hoa gì, đúng không ạ? Mình đã nhận được những câu trả lời của các bạn và mình xin công bố đáp án chính xác nhất, đó chính là hoa hồng. Vào dịp lễ Vu Lan thì những Phật tử thường cài hoa hồng. Lý do là vì sao, không biết là các bạn có biết không ạ? Nếu mà các bạn biết thì chúng ta có thể bình luận dưới bài viết này và chia sẻ những cái thông tin cho mọi người cùng biết được không nào? Vào dịp lễ Vu Lan thì những Phật tử thường cài hoa gì, các bạn có biết không ạ? Lý do vì sao ạ? Có biết không ạ? Những bạn trả lời đúng vừa rồi thì chúng ta hãy cùng chia sẻ cho các bạn đang xem về những cái thông tin của các bạn mà các bạn biết được không nào? Các bạn có biết không ạ? Có biết không ạ? Có vẻ như là mọi người hình như hôm nay là mọi người đi chơi hết rồi.
là hiện tại. Ok, mình sẽ giải thích là những Phật tử thường cài hoa hồng trong dịp lễ Vu Lan. Lý do là trong chuyến công tác Nhật Bản thì thiền sư Thích Nhất Hạnh thấy người Nhật thành kính cài hoa cho ông một bông hồng trắng lên ngực áo. Sau khi tìm hiểu và biết được ý nghĩa cao đẹp của việc này, ông đã chọn bông hoa hồng làm biểu tượng cho lễ Vu Lan, báo hiếu của nhà Phật ạ. Vậy là chúng ta đã có thêm một vài thông tin về lễ Vu Lan thì những Phật tử thường cài hoa gì, đúng không nào? Vậy là ba câu hỏi đầu tiên của chúng ta đã trôi qua rồi ạ. Xin chào Lê Hằng và Hải Nam. Các bạn thân mến, các bạn mới vào đúng nào, chúng ta hãy cùng like bài viết và chia sẻ bài viết để cùng tham gia chương trình này với chúng mình nhé. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với câu hỏi số 4. Nghi thức cài bông hồng trên ngực áo mùa Vu Lan có từ bao giờ? Đáp án A là 1891, đáp án B là 1890 và đáp án C là 1960. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ và nhớ lại những thông tin mà, và đặc biệt là hãy cùng trả lời thật là nhanh chóng những cái thông tin mà các bạn biết xuống dưới bài viết này ạ. Mình sẽ đọc lại những nghi thức cài bông hồng trên ngực áo mùa Vu Lan có từ bao giờ. Đáp án A là 1891, đáp án B là 1860 và đáp án C là 1960 ạ. Ở chương trình livestream trực tiếp là lúc 8 giờ tối thứ năm hàng tuần trên ngôi nhà chung của Hà Nội Free Friday Tour Guide. Chính vì thế nếu như mà những bạn nào mà chúng ta chưa đã tham gia hay là chưa biết những cái thông tin này thì chúng ta hãy cùng cập nhật và cùng tham gia chương trình với chúng mình nhé. Câu hỏi của chúng ta Hạ An đã đưa ra là đáp án C ạ, 1960. Thủy cũng đưa ra là đáp án C đúng không nào? Nghi thức bông hồng cài trên ngực áo mùa Vu Lan có từ bao giờ? Thực tế là chúng mình đã đưa ra cho các bạn là chủ đề lễ Vu Lan và chúng mình đã cập nhật. Thường thì chúng mình sẽ cập nhật cái chủ đề để trò chuyện cùng với các bạn, sẽ vào trò chuyện cùng với các bạn trước một hai ngày gì đó trên fanpage của câu lạc bộ. Chính vì thế là chúng ta hãy cùng theo dõi fanpage của câu lạc bộ, và vậy là như vậy thì chúng ta sẽ có được, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái thông tin liên quan đến chủ đề này. Thì khi mà tham gia vào trả lời những cái câu hỏi như thế thì chúng ta sẽ tự tin hơn để tham gia trả lời, đúng không nào? Em chắc chắn ạ, bên đoán chứ không biết câu này. Vậy là Tâm Ngô đã đưa ra là đáp án B đúng không? Thủy là rất là chắc chắn rồi. Ok. Không biết là Tâm Ngô và Thủy đã chia sẻ bài viết này chưa nhỉ? Chia sẻ và tắt hai người bạn của mình vào theo đúng cái quy định của chương trình chưa? Các bạn nhớ là chúng ta sẽ cùng phải làm đúng những cái yêu cầu của chương trình. Và như vậy thì chúng ta mới chắc chắn là đủ điều kiện để tham gia chương trình này cùng với chúng mình nhé. Có vẻ như là hôm nay mọi người đi chơi hết rồi thì phải. Hôm nay là ngày rằm và mọi người có lẽ là giờ này thì không biết là mọi người đã ăn cơm xong chưa nhỉ? Có thể là vẫn đang quây quần cùng với gia đình mình đúng không nào? Vậy thì các bạn có thể tương tác với mình nhiều hơn để mình đỡ cảm thấy cô đơn không nào? nghi thức, chúng ta đã dừng lại ở câu hỏi số 4 ạ. Nghi thức cài bông hồng trên ngực áo mùa Vu Lan có từ bao giờ? Đáp án A là 1891, đáp án B là 1860 và đáp án C là 1960 ạ. Ok, vậy là chúng ta đã nhận được những câu trả lời của các bạn. Xin chúc mừng những bạn đã có câu trả lời là đáp án C, 1960 ạ. Đáp án vô cùng chính xác và đặc biệt là Hạ An đã trả lời chính xác đầu tiên. Mình sẽ xin giải thích một chút, có lẽ ở câu này hơi khó đối với các bạn đúng không? Theo Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm thì ông là Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì bông hoa hồng cài áo trong đại lễ Vu Lan xuất phát từ phong tục của người Nhật và được Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh đưa về nước từ năm 1960 ạ. Xin chào anh Vũ Sơn và anh Long Nguyễn. Mọi người hãy cùng tham gia chương trình này cùng với chúng mình và hãy cùng chia sẻ bài viết này để cùng tham gia trả lời những câu hỏi liên quan đến chủ đề về văn hóa lịch sử. Và đặc biệt là trong tuần này thì chúng ta đã có chương trình về chủ đề là lễ Vu Lan ạ. Và chúng ta đang dừng lại ở câu hỏi số 4.
Khi mà chúng ta tham gia trả lời các câu hỏi đúng nhất và nhanh nhất thì chúng ta sẽ có những phần quà vô cùng hấp dẫn. Cơ cấu giải thưởng như sau: về giải nhất thì chúng ta sẽ nhận được một voucher trị giá 50% đối với khóa học của EFIT. Và chúng ta có giải nhì và giải ba nữa. Và đặc biệt là giải may mắn là giải câu hỏi số 9. Khi mà mọi người tham gia trả lời đúng câu hỏi số 9, chỉ cần đúng câu hỏi số 9 thôi là các bạn đã có cho mình phần quà ngay lập tức ạ. Rất là thú vị đúng không nào? Mình đã nói từ đầu là không biết là có lẽ ngày hôm nay mọi người đi chơi thì phải, thế nên là không có khá là ít các bạn tham gia, thì chính vì thế là chúng ta hãy cùng tương tác và nói chuyện với nhau về những cảm xúc của các bạn trong ngày hôm nay chẳng hạn, hoặc là like và share bài viết này cho mình đỡ cảm thấy cô đơn được không? Chúng ta đang dừng câu hỏi số 4 rồi đúng không nào? Vậy là câu hỏi số 4 của chúng ta đã có đáp án, và xin chúc mừng những bạn đã có đáp án là đáp án C là 1960 ạ. Đáp án ở câu hỏi thứ 5: bông hoa hồng được sử dụng trong lễ Vu Lan tượng trưng cho điều gì? Các bạn hãy lắng nghe kỹ câu hỏi nhé. Bông hoa hồng được sử dụng trong lễ Vu Lan tượng trưng cho điều gì? Đáp án A là tượng trưng cho niềm hạnh phúc, lòng tôn kính và yêu mến cha mẹ. Đáp án B là tượng trưng cho ước muốn, khát khao. Và đáp án C là tượng trưng cho sự bình an và vui vẻ. Chúng ta hãy cùng cảm ơn Vân Nguyên nhé. Các bạn hãy cùng chia sẻ bài viết này và tham gia trả lời câu hỏi nhé. Câu hỏi số 5 là bông hoa hồng được sử dụng trong lễ Vu Lan tượng trưng cho điều gì? Chúng ta hãy cùng suy nghĩ một chút và tham gia trả lời câu hỏi này nhé. Là đáp án gì ạ? Bông hoa hồng được sử dụng trong lễ Vu Lan tượng trưng cho điều gì? Đáp án A là tượng trưng cho niềm hạnh phúc, lòng tôn kính, yêu mến cha mẹ. Đáp án B là tượng trưng cho ước muốn, khát khao. Và đáp án C là tượng trưng cho sự bình an và vui vẻ. Đáp án C, đáp án A, Lê Hằng đã đưa ra đáp án A, Long Nguyễn là đáp án A, Thủy cũng là đáp án A. Chúng ta đang dừng lại ở câu hỏi số 5 nhé. Câu hỏi số 5 là bông hoa hồng được sử dụng trong lễ Vu Lan tượng trưng cho điều gì? Chúng ta đang dừng lại ở câu hỏi số 5 mọi người nhé. Câu hỏi số 5 là bông hoa hồng được sử dụng trong lễ Vu Lan tượng trưng cho điều gì? Đáp án A là tượng trưng cho niềm hạnh phúc, lòng tôn kính và yêu mến cha mẹ. Đáp án B là tượng trưng cho ước muốn, khát khao. Và đáp án C là tượng trưng cho sự bình an, vui vẻ. Chúng ta đã nhận được những đáp án của các bạn là đáp án A, đáp án A, đáp án C. Chúng ta đang dừng lại ở câu hỏi số 5 mọi người nha. Chúng ta khi mà các bạn tham gia chương trình này, chúng ta hãy cùng chia sẻ và tag hai người bạn của mình vào, đặc biệt là like bài viết này nhá. Các bạn thân mến, mình sẽ công bố lại cơ cấu giải thưởng của chúng ta như sau. Một, chúng ta sẽ nhận được những phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Đối với giải may mắn sẽ nằm ở câu hỏi số 9. Và khi mà các bạn trả lời đúng câu hỏi số 9 là chúng ta đã được nhận những phần quà là túi và mũ trị giá 200.000 đồng đến từ câu lạc bộ rồi ạ. Đặc biệt là đối với một giải 3 thì chúng ta sẽ nhận được một chiếc mũ. Giải nhì thì chúng ta sẽ nhận được một túi hợp ba lô giúp của câu lạc bộ. Ba lô giúp vô cùng xinh xắn, không biết là các bạn đã nhìn thấy chưa? Và đặc biệt là một giải nhất dành cho những bạn nào có nhiều đáp án đúng nhất và nhanh nhất, là nhận được một voucher 50% trong một chương trình, và đặc biệt là được áp dụng cho một level học. Chính vì vậy là với những yêu cầu vô cùng đơn giản, đặc biệt là những câu hỏi khá là dễ đối với mọi người đúng không? Câu hỏi khá là dễ đối với mọi người, chính vì vậy chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại và cùng... đặc biệt là các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng chia sẻ bài viết này nhé. Chia sẻ và tag hai người bạn của mình vào. Chia sẻ ở chế độ công khai trên trang cá nhân. Những yêu cầu này thì mình có thông báo tới mọi người rồi đó. Các bạn đã trả lời đúng được bao nhiêu câu hỏi rồi ạ? Đáp án A chắc chắn luôn ạ. Chào Diệu Linh, chào tất cả mọi người. Các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng
chia sẻ bài viết này và tag hai người bạn của mình vào nhé. Like và chia sẻ bài viết này. Chúng ta đang dừng lại ở câu hỏi số 5 thì mình sẽ xin chào chị Tú Nguyễn ạ. Chương trình của chúng ta sẽ đang dừng lại ở câu hỏi số 5 là bông hoa hồng được sử dụng trong lễ Vu Lan tượng trưng cho điều gì? Đáp án A là tượng trưng cho niềm hạnh phúc, lòng tôn kính và yêu mến cha mẹ. Đáp án B là tượng trưng cho ước muốn khát khao. Và đáp án C là tượng trưng cho sự bình an, vui vẻ. Xin chào Lê Tiến Hoàng. Các bạn mới vào thân mến, em chỉ muốn mong được giải nhất thôi à. Vậy thì chúng ta hãy cùng tích cực và lắng nghe những chia sẻ, tích cực lắng nghe những câu hỏi để có những cho mình những cái đáp án chính xác nhé. 5 câu, vậy là Thủy đã đúng cho mình 5 câu hỏi rồi đúng nào. Đó, các bạn mới vào thân mến, chúng ta hãy cùng chia sẻ bài viết này và tag hai người bạn của mình vào để cùng tham gia chương trình này với chúng mình nhé. Đáp án là gì ạ? Chúng ta đã dừng ở câu hỏi số 5 khá là nhiều thời gian rồi đúng không nào? Bây giờ mình sẽ xin công bố đáp án của chúng ta, đáp án của câu hỏi số 5. Bông hoa hồng được sử dụng trong lễ Vu Lan tượng trưng cho điều gì? Vâng ạ, không còn đáp án nào chính xác hơn đáp án A. Đáp án A của chúng ta đó chính là tượng trưng cho niềm hạnh phúc, lòng tôn kính và yêu mến cha mẹ. Có bạn nào đúng không ạ? Có bạn nào đúng câu hỏi này không ạ? Bông hoa hồng được sử dụng trong lễ Vu Lan tượng trưng cho niềm hạnh phúc, lòng tôn kính, yêu mến cha mẹ. Và chính vì vậy là câu hỏi số 5 là đáp án chính xác nhất là đáp án A. Có bạn nào trả lời đúng không ạ? Các bạn trả lời đúng, chúng ta có thể bình luận dưới bài viết này cho mình xem để các bạn khác, các bạn xem chúng ta có thể thống kê được được về số câu mà các bạn trả lời đúng không nào. Các bạn có thể bình luận dưới bài viết này cho mình biết được không? Bạn nào đã trả lời đúng câu hỏi số 5 rồi ạ? Bạn nào trả lời đúng câu hỏi số 5 thì chúng ta hãy cùng bình luận dưới bài viết này. Và các bạn thân mến, là khi mà các bạn mới vào, các bạn hãy cùng like bài viết, chia sẻ bài viết và tag hai người bạn của mình vào để cùng tham gia chương trình này cùng với chúng mình nhé. Thả tim hơn nhiều hơn một chút được không? Hình như là hôm nay mọi người đi chơi nhiều luôn nhỉ. Hiện tại chỉ có khá là ít bạn tham gia chương trình này cùng với chúng mình. Và đặc biệt là chúng mình đang dừng ở câu hỏi số 5 nhé. Câu hỏi số 5 có bạn nào biết ý nghĩa của nó không ạ? Đọc xong câu hỏi, con mình đâu nào chị? Đúng rồi, các bạn bình luận càng nhanh càng tốt nhé. Chương trình này của chúng ta sẽ được phát sóng vào 8 giờ tối thứ 5 hàng tuần. Hãy cùng chia sẻ bài viết này để chúng ta có được chia sẻ cho những các bạn có thêm được nhiều kiến thức này, nhiều kiến thức hơn, và đặc biệt là có những phần quà vô cùng hấp dẫn đến từ câu lạc bộ. Mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn một chút là trong phong tục của người Nhật Bản thì bông hoa hồng tượng trưng cho niềm hạnh phúc. Khi du nhập về Việt Nam vào mùa lễ Vu Lan báo hiếu thì người ta thường cài những bông hoa lên ngực áo để tỏ lòng tôn kính và yêu mến cha mẹ. Việc nhớ về các bậc sinh thành và cái hoa lên ngực áo là tình cảm cao đẹp. Lễ là chữ hiếu của các con cái gửi đến các bậc sinh thành. Với ý nghĩa đó thì nhiều người Việt đã đến ngày đại lễ Vu Lan thì thường cài một bông hồng lên ngực. Chào mọi người ạ. Hai thím. Chào thưởng Universe. Các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng bình luận tương tác với bài viết này với mình được không nào, để mình biết là các bạn đang xem và đang tham gia chương trình thì mình có thể chào các bạn. Nếu như mà mọi người vào mà không nói gì thì mình không biết là để chào mọi người như thế nào cả. Chúng ta đang tham gia chương trình trò chuyện cùng Efit vào tối thứ 5 hàng tuần, tham gia trả lời những câu hỏi liên quan đến các chủ đề về văn hóa lịch sử, và đặc biệt là đối với chuyên mục tuần này, về chủ đề tuần này là chủ đề về lễ Vu Lan. Các bạn hãy cùng chia sẻ bài viết này và cùng tham gia trả lời câu hỏi với mình nhé. Chúng ta đang dừng lại ở câu hỏi số 5 đúng không ạ? Chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 6 nhé. Lễ Vu Lan thường xuất phát từ sự tích gì? Câu hỏi này có khó với mọi người không ạ? Câu hỏi số 6, lễ Vu Lan xuất phát từ sự tích gì? Câu A, đáp án A là câu chuyện Mục Liên cứu mẹ khỏi kiếp ngạ quỷ. Đáp án B là câu chuyện tu hành của Mục Liên. Và đáp án C là câu chuyện giúp đỡ chúng sinh của Mục Liên ạ.
Các bạn đã có cho mình những câu trả lời chưa? Thì chúng ta hãy cùng bình luận dưới bài viết này nhé. Các bạn thân mến, hãy cùng tham gia trả lời với chúng mình nào. Câu hỏi chúng ta đang dừng lại câu hỏi số 6 và chỉ còn 3 câu hỏi nữa thôi. 3 câu hỏi nữa thôi là chúng ta đã đến với câu hỏi may mắn rồi ạ. Câu hỏi số 9 là câu hỏi may mắn, và đặc biệt là khi bạn nào trả lời nhanh nhất và chính xác nhất là chúng ta đã có cơ hội nhận được phần quà đến từ chương trình rồi ạ. Câu hỏi số 6, mình sẽ đọc lại câu hỏi số 6 nhé. Lễ Vu Lan xuất phát từ sự tích gì? Câu A là câu chuyện Mục Liên cứu mẹ khỏi kiếp ngạ quỷ. Câu B là câu chuyện tu hành của Mục Liên. Và đáp án C là câu chuyện giúp đỡ chúng sinh của Mục Liên ạ. Chúng ta hãy cùng nhìn xem là đáp án những các bạn đưa ra là gì nhé. Các bạn hãy xem thì chúng ta hãy cùng bình luận và có thể chia sẻ những cái thông tin mà mình biết xuống dưới bài viết này cho mọi người, đúng không nào? Chúng ta hãy cùng chia sẻ và cùng học hỏi với nhau nhé. Mọi người đã đưa ra là đáp án A, đúng không nào? Ôi, đa số mọi người đưa ra là đáp án A. Không biết là mọi người có những cái kiến thức gì về câu hỏi này không ạ? Thì chúng ta hãy cùng chia sẻ tới các bạn được không? Vì sao mọi người lại chọn đáp án A ạ? Lễ Vu Lan xuất phát từ sự tích gì? Câu A là câu chuyện Mục Liên cứu mẹ khỏi kiếp ngạ quỷ. Đáp án B là câu chuyện tu hành của Mục Liên. Và đáp án C là câu chuyện giúp đỡ chúng sinh của Mục Liên ạ. Hình như đáp án A hơi nhiều, chọn A cho chắc nhở. Xin chào anh Ngân ạ. Anh có thông tin gì về đáp án của mình đưa ra không? Hay là lý do vì sao ạ? Số đông này. Lễ Vu Lan xuất phát từ sự tích gì ạ? Em chắc chắn A luôn. Chúng ta hãy cùng lắng xem một chút xem các bạn sẽ cùng tham gia trả lời câu hỏi như thế nào nhé. Không biết bạn Lưu Phát Lưu Xuân này thưởng. Các bạn hãy cùng chia sẻ những cái thông tin mà mình biết xuống bài viết này được không? Câu hỏi của chúng ta là lễ Vu Lan xuất phát từ sự tích gì? Đáp án A là câu chuyện Mục Liên cứu mẹ khỏi kiếp ngạ quỷ. Đáp án B là câu chuyện tu hành của Mục Liên. Và đáp án C là câu chuyện giúp đỡ chúng sinh của Mục Liên. Rất là nhiều bạn đưa ra đáp án A. Vậy là chúng ta không còn điều gì mà lựa chọn đáp án khác đúng không? Chắc chắn là đáp án A rồi ạ. Đáp án của chúng ta vô cùng chính xác. Và các bạn tham gia chương trình này rất là giỏi luôn ạ. Câu hỏi số 6, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Có bạn nào trả lời nhanh nhất ạ? Bạn nào trả lời nhanh nhất và chính xác nhất? Không biết là các bạn đã trả lời được đúng bao nhiêu câu hỏi rồi ạ? Chúng ta sẽ bình luận dưới bài viết này để chúng ta sẽ cùng so sánh với các bạn đang theo dõi của câu lạc bộ, thì chúng ta có thể so sánh được không nào? Câu hỏi số 6 là lễ Vu Lan thường xuất phát từ sự tích gì? Và đáp án vô cùng chính xác là đáp án A, câu chuyện Mục Liên cứu mẹ khỏi kiếp ngạ quỷ. Cô hồn ngạ quỷ. Chúng ta hãy cùng chia sẻ thêm một vài thông tin về đáp án này nhé. Mục Liên đã quy ý và trở thành đệ tử lớn và được liệt vào hạng thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử của Phật. Phật nói vì mẹ Mục Liên phải sinh vào nơi ác đạo làm loài ngạ quỷ đều vì nghiệp chướng của kiếp trước, và muốn cứu mẹ thì ông phải nhờ đến uy đức của chúng và chúng tăng khắp nơi đồng tâm hiệp ý cầu xin cứu rỗi mới được. Và làm theo lời Phật thì vong mẫu Mục Liên đã thoát kiếp ngạ quỷ và sinh về cảnh giới lành. 7 trên 6 câu rồi ạ. Xin chào anh Tuấn ạ. Chúng ta hãy cùng tham gia trả lời câu hỏi này cùng với Fit ạ. Cô hồn ngạ quỷ 6 câu chị ơi. Đúng rồi. Hạ An là bạn tham gia đầu tiên cùng với chương trình. Bạn đã trả lời đúng 6 câu rồi đúng không ạ? Wow, vậy là trả lời 6 trên 6 câu ạ. Xin chào chị Linh Linh ạ. Chúng ta hãy cùng tham gia chương trình và cùng tham gia trả lời những câu hỏi nhé. Đặc biệt là chúng ta chỉ còn 2 câu hỏi nữa thôi là chúng ta đến với câu hỏi may mắn rồi ạ. Câu hỏi may mắn thì mọi người hãy thật là nhanh tay này. Câu hỏi may mắn thường là rất là dễ, nhanh tay và nhận được phần quà, chỉ cần nhanh tay thôi ạ. Và lắng nghe một chút. Đó, chúng ta chuyển sang câu hỏi số 7 nhé. Có mấy loại màu sắc hoa hồng trong lễ Vu Lan? Đáp án A là 4, đáp án B là 2 và đáp án C là 3. Hôm nay mọi người ở nhà ăn dằm có to không ạ? Câu hỏi số 7 của chúng ta là có mấy màu
có mấy loại màu sắc trong lễ Vu Lan? Đáp án A là 4, đáp án B là 2 và đáp án C là 3. Các bạn có thể nhanh chóng bình luận xuống dưới bài viết này của chúng mình. Chúng ta hãy cùng bình luận dưới bài viết này để chúng ta cùng xem. Ok, em cũng 6 rồi ạ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi tiếp theo nhé, Thủy nhé. Câu hỏi số 7 của chúng ta là có mấy loại màu sắc trong hoa hồng trong lễ Vu Lan? Đáp án A là 4, đáp án B là 2 và đáp án C là 3. Các bạn hãy cùng nhanh chóng trả lời câu hỏi này nhé. Đáp án của các bạn là gì ạ? Có mấy loại màu sắc hoa hồng trong lễ Vu Lan ạ? Đáp án A là 4 này, đáp án B là 2 và đáp án C là 3. Các bạn có thể có những cái thông tin về những màu sắc này không? Có 3 màu sắc là màu sắc gì ạ? Có bạn nào biết không nào? Đinh Hương đưa ra câu đáp án là đáp án B ạ. Đáp án C của Hạ An, đáp án C của Thủy. Chúng ta hãy cùng xem. À, không biết là các bạn có những cái thông tin gì thêm về đáp án này không ạ? Câu hỏi số 7 rồi. Đỏ trắng vàng là của Hà An. Mọi người có thấy bị tối không ạ? Có bị tối không chị? Mọi người ơi, có bị tối không ạ? Nếu như mà bị tối hay như thế nào đó thì mọi người có thể bình luận dưới bài viết này giúp mình không? Xin chào Bùi Văn Huy. Các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng nhau vào tham gia chương trình này cùng với chúng mình nhé. Chúng ta có 10 câu hỏi và đặc biệt là hiện tại thì chúng ta đi đến câu hỏi số 7 rồi. Đến câu hỏi số 9 là chúng ta sẽ cùng được nhận những phần quà may mắn đến từ câu lạc bộ rồi ạ. Có mấy loại màu sắc trong hoa hồng trong lễ Vu Lan? Các bạn đa số là đưa ra là đáp án C đúng không ạ? Vâng ạ, đáp án C là vô cùng chính xác ạ. Xin chúc mừng các bạn đã có đáp án C cho mình. Là có 3 loại màu trong... Có 3 loại màu sắc hoa hồng trong lễ Vu Lan. Là bông... Và chúng ta sẽ giải thích cùng một chút nhé. Có 3 màu, đó chính là đỏ, trắng, vàng. Đúng là Hạ An đã chia sẻ đó ạ. Bông hoa hồng được chọn là biểu tượng cho tình yêu, sự cao quý, ngát hương, việc nhớ về các bậc sinh thành và cài lên ngực bông hồng. Đợi mình một chút nhé. Bông hoa hồng được chọn là biểu tượng cho tình yêu, sự cao quý, ngát hương và việc nhớ những bậc sinh thành và cài lên ngực bông hoa hồng chính là tình cảm cao đẹp nhất. Với những người có cha mẹ còn sống khỏe mạnh thì cài lên ngực bông hồng màu đỏ tươi, và hoa hồng trắng thì thường dành cho những người có cha mẹ đã khuất. Và đây vừa là một cách tưởng nhớ tế nhị nhưng là cũng cách thể hiện một cái sự tôn kính sâu sắc đối với các bậc sinh thành, mặc dù là họ đã về cõi vĩnh hằng. Còn đối với hoa hồng màu vàng thì sao ạ? Các bạn có biết không ạ? Các bạn có biết hoa hồng màu vàng thì tượng trưng cho gì không ạ? Nếu như các bạn có biết thì chúng ta hãy cùng bình luận dưới bài viết này đúng không nào? Đối với hoa hồng màu vàng thì là màu của tuệ giác, tượng trưng cho sự buông bỏ, xả ly, không chấp thủ và thành tựu giải thoát. Và do đó thì những người tu sĩ cũng muốn mượn màu sắc hoa vàng để nói lên tinh thần đúng nghĩa của mùa lễ Vu Lan. Vậy là câu hỏi số 7 của chúng ta đã có đáp án. Các bạn đã trả lời đúng câu hỏi số 7 cũng rất là xuất sắc ạ. Chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 8 luôn nhé. Câu hỏi số 8 là mùa lễ Vu Lan thì nên ăn gì ạ? Đáp án A là ăn mặn, đáp án B là ăn chay và đáp án C là nhịn ăn ngày 15 tháng 7 âm lịch. Không biết là mọi người hôm nay mọi người ăn gì ạ? Mùa lễ Vu Lan thì nên ăn gì? Đáp án A là ăn mặn, đáp án B là ăn chay và đáp án C là nhịn ăn ạ. Hôm nay mọi người đã ăn gì trong bữa cơm của mình ạ? Hay là không ăn luôn ạ? Chúng ta hãy cùng chia sẻ và cùng nhanh chóng trả lời câu hỏi nhé. Đáp án B là ăn chay à? Anh Ngân đưa ra đáp án là đáp án B. Không biết là hôm nay mọi người ăn có ăn
ăn mặn, ăn chay hay là không ăn cơm gì ạ? Mình thì mình vẫn chưa ăn gì cả trong buổi tối ngày hôm nay, bởi vì là rất là mong muốn được gặp mọi người. Em ăn thịt chó. Rất là mong muốn được gặp mọi người, chính vì thế là bây giờ vẫn chưa ăn gì để cùng gặp mọi người. Chính vì thế là chúng ta hãy cùng tương tác thật là nhiều, đúng không nào? Các bạn có đáp án B không, biết là các bạn đã ăn chay chưa? Có ăn chay không ạ? Đang đòi. Mùa lễ Vu Lan thì chúng ta nên ăn gì ạ? Đáp án A là ăn mặn, đáp án B là ăn chay và đáp án C là nhịn ăn. Nếu mà theo đúng thực tế thì có lẽ là mình sẽ chọn đáp án C ạ. Chúng ta hãy cùng nhanh chóng trả lời câu hỏi này nhá. Đa số mọi người chọn đáp án B là đáp án ăn chay. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi một chút. Em cũng chưa ăn này, chị đang đói em ơi. Anh Ngân và bạn Thủy thân mến, chúng ta sẽ cùng tham gia trả lời một số câu hỏi một chút. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng dừng lại và ăn tối. Tính không may mắn chưa? Câu hỏi may mắn sẽ nằm ở câu hỏi số 9 ạ. Sẽ rất là nhanh thôi, sẽ qua câu hỏi số 7 này và sau đó đến câu hỏi số 8, câu hỏi số 9. Là chúng ta khi mà các bạn nhanh chóng trả lời câu hỏi thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận phần quà đến từ chương trình rồi nhá. Thì các bạn hãy chia sẻ bài viết này đến câu hỏi số 9 cho mọi người hãy cùng được tham gia, được không nào? Đặc biệt là tag hai người bạn của mình vào nhá. Chia sẻ chế độ công khai mọi người nhá. Câu hỏi số 8 là mùa lễ Vu Lan nên ăn gì? Đáp án A là ăn mặn, đáp án B là ăn chay và đáp án C là nhịn ăn. Đa số là mọi người có đáp án B là ăn chay, đúng không nào? Vâng ạ, câu hỏi này vô cùng là thú vị. Và đáp án B chính là đáp án vô cùng chính xác ạ. Đáp án ăn chay. Mùa lễ Vu Lan thì chúng ta sẽ ăn chay. Ăn chay ngày lễ Vu Lan thể hiện cái sự báo đáp công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ. Và đây cũng là dịp để cầu chúc cho cha mẹ khi còn sống khỏe mạnh, bình an, khi mất đi có thể siêu thoát và hưởng phước lành cùng con cháu ạ. Có bạn nào trả lời đúng câu hỏi này không ạ? Chúng ta hãy cùng bình luận dưới bài viết này để mình biết ông nào. Xin chào Nguyễn Thanh Hoàng. Hôm nay mới thấy bạn đến câu hỏi số 9 rồi, đến câu hỏi may mắn rồi mới thấy bạn Hoàng vào tham gia chương trình cùng với chúng mình. Bạn Hoàng đã tham gia trả lời những câu hỏi rất là tích cực trong livestream đầu tiên của chúng mình ạ. Vậy là chúng ta đã qua câu hỏi số 8 rồi. Câu hỏi mong chờ nhất trong ngày hôm nay là câu hỏi số 9, câu hỏi may mắn đang chuẩn bị bắt đầu. Chính vì thế là chúng ta hãy cùng chia sẻ và tắt hai người bạn của mình vào để cùng tham gia cùng câu hỏi của chúng mình nhé. Câu hỏi vô cùng dễ ạ, câu hỏi vô cùng dễ, đặc biệt là mọi người chỉ cần tập trung và nhanh chóng bình luận và đưa ra câu hỏi của mình là chúng ta đã có cơ hội nhận phần quà đến từ chương trình rồi ạ. Câu hỏi số 9, xin chào chị Linh Vy. Câu hỏi số 9 là câu hỏi vô cùng may mắn trong buổi tối ngày hôm nay. Câu hỏi số 9 là câu hỏi vô cùng may mắn trong ngày hôm nay. Chính vì thế là chúng ta hãy chỉ cần lắng nghe câu hỏi này và nhanh chóng đưa ra đáp án thì chúng ta đã có cơ hội nhận ngay được những phần quà đến từ câu lạc bộ rồi ạ. Phần quà chắc mọi người cũng biết rồi đúng không ạ? Rất là đáng yêu nhá, mình xin nhắc lại. Những phần quà đến từ câu hỏi số 9 là một túi và mũ trị giá 200.000 đồng đến từ câu lạc bộ ạ. Câu hỏi số 9 sẽ được bắt đầu ngay sau đây đấy ạ. Câu lạc bộ Hà Nội Free Fighters Tour Guide được thành lập vào năm nào? Đáp án A là 2017, đáp án B là 2018 và đáp án C là 2015. Các bạn nào ơi, các bạn hãy nhanh chóng bình luận nếu như mà các bạn biết được cái thông tin này ạ. Chúng ta hãy cùng nhanh chóng bình luận và đưa ra đáp án chính xác của mình được không ạ? Bạn Vũ Thủy có đáp án là 2015 ạ. Là bạn trả lời nhanh nhất ạ. Bạn Hạ An là đáp án C. Bạn Mai Hương là đáp án là 2015. Câu hỏi số 9 là câu hỏi vô cùng may mắn và chúng ta sẽ nhận được một túi và mũ chỉ là 200.000 đồng đến từ câu lạc bộ. Bạn Hoàng có đáp án là đáp án C.
Bạn Ngân có đáp án là đáp án A, 2017. Đáp án C cũng là đáp án của bạn Thủy. Chúng ta hãy cùng đoán xem là ai có đáp án chính xác nhé. Đáp án nhanh nhất là đáp án của bạn Thủy là 2015. Đáp án nhanh và duy nhất một đáp án chính là bạn của bạn Ngân là 2017. Không biết là ai sẽ là người trả lời đúng. Không ai chọn đáp án B nhỉ? Mọi người có thêm thông tin gì về câu lạc bộ này chúng ta có thể chia sẻ được không? Không biết là vì sao mà các bạn lại chọn đáp án C ạ? Các bạn trả lời đưa ra đáp án C có ở trong câu lạc bộ không ạ? Thế còn đáp án A thì sao? Vì sao bạn lại chọn đáp án A? Chúng ta có thể bình luận và chia sẻ thông tin mà mình biết dưới bài viết này được không? Câu hỏi may mắn, thế nên là mình cũng khá là hồi hộp để công bố bạn giành giải nhất, bạn giành giải may mắn trong ngày hôm nay. Đáp án của chúng ta chính là đáp án C. Vâng ạ. Xin chúc mừng anh Ngân ơi, năm 2016 em đã đi tour rồi nhé. Xin chào Mai Hương, có lẽ là Mai Hương là thành viên của câu lạc bộ rồi đúng nào? Bạn đã đi được bao nhiêu tour rồi ạ? Bạn đã đi được bao nhiêu tour rồi ạ? Thông tin này có trên Google ạ. Vậy là mọi người khá là nhanh đúng không nào để biết được thông tin này. Xin chúc mừng bạn Vũ Thủy ạ. Đáp án của bạn vô cùng chính xác, đó là năm 2015. Câu lạc bộ Hà Nội Free Private Tour Guide được thành lập vào năm 2015 là đáp án vô cùng chính xác và nhanh nhất. Không biết là Thủy đã chia sẻ bài viết này và tag hai người bạn của mình vào chưa ạ? Chúng ta hãy bạn hãy cùng nhanh chóng trả lời và xác nhận thông tin này với mình nhé. Xác nhận thông tin này với mình nhé. Nếu không thì chúng ta sẽ mình sẽ đếm 5, 4, 3, 2, 1 và bạn hãy cùng nhanh chóng vào xác nhận thông tin này với mình. Nếu như mà các bạn không xác nhận thì mình sẽ rất là tiếc phải chuyển phần quà sang cho bạn kế tiếp ạ. Chúng ta hãy cùng đếm ngược nhá. 5, 4, 3, 2, 1. Ô, Vũ Thủy đâu ạ? Không thấy Vũ Thủy vào bình luận và... Không thấy bạn Vũ Thủy vào bình luận. Vậy thì làm sao để mình biết là bạn vẫn đang xem ạ? Vũ Thủy ơi, không biết là bạn đã chia sẻ bài viết này và tag hai người bạn của mình vào chưa ạ? Mình vẫn không thấy bạn trả lời. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm ra là người may mắn tiếp theo và trả lời đúng kế tiếp của bạn Vũ Thủy là ai ạ? Bạn đang phụ trách về phần theo dõi kết quả. Bạn đang phụ trách về phần theo dõi kết quả, có thể cho mình xin tên của bạn trả lời phần trả lời nhanh thứ hai đúng không ạ? Cho mình xin tên của bạn trả lời nhanh thứ hai ạ. Bạn đang phụ trách về fanpage của câu lạc bộ Hà Nội Free Packet Tour Guide, có thể nhanh chóng bình luận giúp mình đúng không ạ? Hãy cùng check lại cái thời gian và hãy cùng bình luận luôn đúng không ạ? Hạ An là đúng không ạ? Ok, xin chúc mừng bạn Hạ An. Hạ An của chúng ta đã trả lời đúng câu hỏi số 9 này và trả lời kế tiếp là nhanh nhất sau bạn Thủy, nhưng mà bạn Thủy không nhận phần quà đúng không? Không nhận quà, chính vì vậy là xin chúc mừng Hạ An. Hạ An đã nhận được phần quà vô cùng hấp dẫn đến từ chương trình. Đó chính là một túi và mũ trị giá 200.000 đồng. Bạn đã chia sẻ và tag hai người bạn mình của mình vào chưa ạ? Vậy thì Hạ An, không biết là Hạ An đã có nhắn thông tin gồm tên và số điện thoại của mình vào trong vào fanpage của câu lạc bộ mình không ạ? Xin chào Trang Phạm, xin chào Nguyễn Hữu Tuyên. Các bạn đang tham gia chương trình livestream cùng EFIT, cùng câu lạc bộ trong 8 giờ tối thứ năm hàng tuần trên ngôi nhà chung của Hà Nội Free Private Tour Guide. Ok, vậy là chúng ta đã có chủ nhân may mắn trong ngày hôm nay. Đó chính là bạn Hạ An đã trả lời đúng câu hỏi số 9 và trả lời nhanh nhất và được nhận phần quà đến từ chương trình.
bạn đã nhắn tin những thông tin này cho câu lạc bộ thì chúng ta sẽ ngay ngày mai thôi là bạn đã có thể nhận được những phần quà đến từ câu lạc bộ rồi nhá. Mình sẽ giới thiệu một chút là thêm những thông tin về câu lạc bộ cho các bạn biết, và có những bạn đã trả lời sai về câu này. Câu lạc bộ Hà Nội Free Ride Tour Guide được thành lập vào năm 2015 và tính đến thời điểm này thì đã có 4 năm hoạt động, và đặc biệt là đã có tới hơn 900 thành viên tham gia và trở thành một phần trong câu lạc bộ. Và đặc biệt là với số tour lên đến 10.000 tour thì chúng mình đang tích cực tiếp đón rất nhiều khách du lịch quốc tế đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới. Là hình thức trao đổi văn hóa, thành viên câu lạc bộ dưới tên gọi là Guide với những sinh viên, người đi làm và những công dân Hà Nội đã sử dụng được tiếng Anh và đã có kiến thức sâu sắc về đất nước, con người Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Và đó, chúng mình sẽ là những người bạn đồng hành cùng chia sẻ những bước chân đầu tiên, trải nghiệm đầu tiên của những bạn bè quốc tế. Và qua đó thì hình ảnh đất nước Việt Nam, con người Việt Nam sẽ được tái hiện qua những hiểu biết và trải nghiệm sống của các bạn với tình yêu và niềm tự hào sâu sắc. Bạn nào đã là thành viên của câu lạc bộ Hà Nội Free Ride Tour Guide, chúng mình có thể bình luận dưới bài viết này cho mình biết, điểm danh một chút được không nào? Điểm danh một chút trong buổi tối ngày hôm nay. Các bạn đã không đi chơi trong ngày rằm ngày hôm nay và chúng ta đã cùng tham gia livestream cùng với câu lạc bộ. Xin chào bạn Phan Thanh Tuyền đã cùng tham gia chương trình cùng với Hà Nội Free Ride Tour Guide nhé. Ở chương trình của chúng mình phát sóng vào 8 giờ tối thứ năm hàng tuần và các bạn sẽ cùng tham gia trả lời những câu hỏi và đặc biệt là nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn đến từ chương trình. Phần quà lên tới là 50 phần một voucher trị giá 50% về khóa học câu lạc bộ cơ. Chính vì thế là chúng ta hãy cùng tham gia trả lời những câu hỏi nhé. Vậy là câu hỏi số 9 của chúng ta đã có bạn được nhận được phần quà rồi đúng nào? Chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi cuối cùng trong ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hãy cùng like, chia sẻ bài viết và tag hai người bạn của mình vào nhé. Câu hỏi số 10, câu hỏi cuối cùng, đây cũng là sẽ là câu hỏi quyết định đến xem là bạn nào sẽ nhận được những phần quà và nhận giải thưởng giải nhất, giải nhì và giải ba đến từ câu lạc bộ trong chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi số 10 là câu hỏi cuối cùng ạ. Ai là founder của câu lạc bộ Hà Nội Free Ride Tour Guide? Các bạn có biết không ạ? Câu hỏi này thì không có đáp án để cho các bạn chọn, và các bạn hãy nhanh chóng đưa ra đáp án mà mình cho là đúng nhé. Mình sẽ gợi ý một chút về một vài chi tiết nhé. Dẫn trên 400 tour. Thứ nhất là dẫn trên 400 tour. Thứ hai là đã từng làm việc nhiều năm trong các công ty quốc tế ABB, Canon và Viettel. Đáp án chi tiết số 3 đó chính là giảng dạy 3 năm tại câu lạc bộ. Các bạn hãy cùng bình luận thật là nhanh chóng về những đáp án mà mình cho là đúng được không nào? Câu hỏi số 10 của chúng ta cũng là câu hỏi kết thúc khi mà chúng ta sẽ nhận được những phần quà đến từ chương trình nhé. Chúng ta chỉ có một đáp án thôi nhé. Mình hỏi là các bạn hãy tự đưa ra đáp án của mình. Và riêng câu hỏi này thì sẽ không có đáp án ABC để các bạn lựa chọn nữa, mà chúng ta hãy cùng suy nghĩ một chút nhé. Ai là founder của câu lạc bộ Hà Nội Free Ride Tour Guide? Không có đáp án ABC gì cả, mà chúng ta hãy cùng suy nghĩ một chút và cùng nhớ làm một chút nhé. Thầy Tài, thầy Lê Văn Tài. Cả họ cả tên đầy đủ nha mọi người. Xin chào anh Đặng Việt Hùng ạ. Chương trình trò chuyện cùng Epic của chúng ta sẽ được phát sóng vào 8 giờ tối thứ năm hàng tuần. Và tuần này chủ đề của chúng ta đó chính là lễ Vu Lan. Chúng ta có 10 câu hỏi. Các bạn hãy cùng tham gia trả lời câu hỏi nào. Thầy Tài và chị Quý ạ. Mr. Lê Văn Tài. Hình như là đa số là mọi người có chung câu hỏi đúng không nào? Có bạn nào là không, vẫn chưa là thành viên của câu lạc bộ không ạ? Bạn nào chưa là thành viên của câu lạc bộ và chúng ta hãy cùng nhanh chóng bình luận dưới bài viết này khi mà các bạn tham gia trả lời câu hỏi này để chúng mình cùng biết được không nào? Xin chào anh Sáu Lê ạ.
Chúng ta đang tham gia chương trình xin chào bạn Thủy đúng không? Bạn Thủy vẫn chưa là câu lạc bộ chưa là thành viên của câu lạc bộ đúng không? Vậy là không biết là đáp án của bạn Thủy là Lê Văn Tài. Bạn Hạ An cũng là chưa là thành viên của câu lạc bộ đúng không ạ? Em chưa là thành viên chị ạ. Đúng rồi, khi mà chúng ta muốn trở thành thành viên và chúng ta được học lớp của founder của câu lạc bộ thì chúng ta sẽ có thêm những thông tin và đặc biệt là có rất là nhiều kiến thức. Các bạn, vậy thì các bạn đang theo dõi livestream này thì chúng ta hãy cùng chia sẻ về những trải nghiệm của các bạn, hoặc là chia sẻ với các bạn khi mà chúng ta đã trở thành thành viên của câu lạc bộ thì chúng ta cùng chia sẻ một chút được không? Chia sẻ cảm xúc của mình. Câu hỏi cuối cùng rồi ạ. Các bạn là thành viên của câu lạc bộ, chúng ta hãy cùng chia sẻ với các bạn, bởi vì ở đây là có khá nhiều các bạn là chưa là thành viên của câu lạc bộ ạ. Vậy thì không biết là các anh chị lão làng ở trong câu lạc bộ, chúng ta có thể chia sẻ những một vài cảm xúc hay là tâm sự của mình ở dưới bài viết này để các bạn này có thể có được cho mình nhiều cái lựa chọn đúng đắn nhất. Chúng ta đang dừng lại ở câu hỏi số 10, cũng là câu hỏi kết thúc. Là ai là founder của câu lạc bộ Hà Nội Free Fire Tour Guide? Xin chào bạn Trần Thu Hiền. Không biết là bạn Hà An và bạn Thủy chưa là một thành viên của câu lạc bộ, mà không biết là các bạn cũng đã theo dõi, các bạn theo dõi thông tin của câu lạc bộ ở trên fanpage đúng không? Ok, chúng ta sẽ chuyển sang mình sẽ công bố kết quả nhé. Đáp án của câu hỏi số 10, ai là founder của câu lạc bộ Hà Nội Free Fire Get Tour Guide? Vâng ạ, đáp án vô cùng chính xác của các bạn. Đa số là đáp án là thầy Lê Văn Tài. Vâng ạ, đáp án vô cùng chính xác ạ. Thì cho các bạn một tràng pháo tay ạ. Rất là tuyệt vời, đáp án của chúng ta chính là thầy Lê Văn Tài. Thầy đã có kinh nghiệm dẫn trên 400 tour và đã làm việc nhiều năm cho các công ty quốc tế, và đặc biệt là thầy đã tham gia giảng dạy 3 năm tại câu lạc bộ gì ạ? Đây là giờ phút mà chúng ta mong chờ nhất đúng không nào? Chúng ta hãy cùng chờ đợi một chút để bên mình sẽ có những bạn thống kê lại những cái thông tin về những đáp án của các bạn, đưa ra những đáp án chính xác và thời lượng của các bạn, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng công bố là những bạn nào sẽ giành được phần quà giải nhất, giải nhì, giải ba trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Em theo dõi từ năm ngoái rồi. Không biết là bạn Thủy có bạn bè nào ở trong là thành viên của câu lạc bộ không? Chúng ta sẽ cùng giao lưu với nhau một chút nhé. Các bạn chia sẻ một chút được không nào? Không biết là Thủy đã theo dõi từ năm ngoái, không biết là Thủy trong câu lạc bộ thì bạn có bạn bè nào không? Không biết là các bạn tham gia trả lời câu hỏi thì không biết là các bạn đã làm đúng chưa nhỉ? Làm đúng các yêu cầu của chúng mình chưa? Các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng chia sẻ này, tag hai người bạn của mình vào, like bài viết, và đặc biệt là hãy cùng nhắn tin tới fanpage của câu lạc bộ về những về tên, số điện thoại của các bạn để chúng mình sẽ cùng liên hệ và trao phần quà đến cho các bạn nhé. Vâng ạ, thời gian của chúng ta đã trôi qua và chúng ta đã nhận những phần quà. Vậy là mình đã có kết quả. Vậy là mình đã có kết quả trong buổi tối ngày hôm nay rồi ạ. Xin chúc mừng bạn Mai Hương đã đạt giải 3 của câu lạc bộ, và bạn đã có 2 câu trả lời đúng, và câu trả lời nhanh nhất của bạn chính là đáp án là 1. Bạn Mai Hương của chúng ta có thể bình luận với bài viết này của chúng mình không ạ? Để có thể nhận phần quà. Mai Hương có ở đây không nào? Mai Hương đã là người... Mai Hương chính là bạn trả lời được 2 câu trả lời đúng và 1 câu trả lời nhanh nhất. Mai Hương có thể nhanh chóng bình luận dưới bài viết này giúp mình được không? Vậy là chúng ta đã tìm ra được giải 3, chính là bạn Mai Hương rồi ạ. Giải nhì thuộc về bạn Thủy ạ. Xin chúc mừng Thủy. Thủy vẫn đang tham gia xem livestream của chúng mình đúng không?
Thủy đã trả lời đúng 10 trên 10 câu hỏi. Và tuy nhiên thì câu trả lời nhanh nhất thì là không có. Tuy nhiên là bạn vẫn giải, bạn đạt được giải nhì là bạn Thủy ạ. Bạn Thủy sẽ nhận được một túi hoặc ba lô giúp của câu lạc bộ. Ok, xin chào Mai Hương. Mai Hương, các bạn ơi, các bạn khi mà các bạn được nhận được thông tin là nhận phần quà đến từ chương trình thì các bạn hãy nhanh chóng nhắn tin cho fanpage của câu lạc bộ về thông tin của các bạn nhé. Và đặc biệt là hãy check lại xem là mình đã làm đúng những cái yêu cầu chưa. Cuối cùng, giải nhất. Giải nhất thuộc về ai ạ? Các bạn có đoán được giải nhất thuộc về ai không ạ? Giải nhất thuộc về bạn nào, các bạn có đoán được không? Có ai ở đây không nào? Có ai ở đây? Chúng ta hãy cùng bình luận dưới bài viết này xem là có bạn nào tự tin là mình đã được giải nhất không? Có bạn nào tự tin là chúng mình đã được giải nhất không ạ? Các bạn được giải nhất thì chúng ta, hoặc là mình cho rằng mình được giải nhất thì chúng ta hãy cùng nhanh chóng bình luận dưới bài viết này để mình sẽ cùng xem nhé. Chúng ta hãy cùng xem giải nhất. Bạn Thủy đoán là bạn Hạ An. Có bạn Hạ An ở đây không ạ? Có lẽ là chúng ta đã thấy được sự tích cực tham gia trả lời câu hỏi của bạn Hạ An đúng không nào? Có lẽ là nếu như mà còn giải may mắn và giải đoán đúng thì mình sẽ dành cho bạn Thủy. Bởi vì bạn Thủy đã đoán vô cùng chính xác, đó chính là bạn Hạ An. Hạ An có thể bình luận dưới bài viết này đúng không ạ? Nguyễn Thanh Hoàng, it's me. Ok. Xin lỗi Nguyễn Thanh Hoàng. Và bạn thân mến, nếu như mà chúng ta mong muốn được nhận được giải nhất thì hẹn gặp lại bạn trong vào lúc 8 giờ tối thứ 5 tuần sau nhé. Bạn hãy cùng tham gia cùng với chúng mình và bắt đầu từ lúc 8 giờ. Xin chúc mừng Hạ An một lần nữa, bạn đã trả lời đúng 10 câu hỏi và số câu hỏi trả lời nhanh nhất là chính là 7 câu. Rất là tuyệt vời ạ. Và đặc biệt là bạn Hạ An chúng ta còn nhận được giải may mắn và giải nhất. Đồng giải luôn, giải may mắn và giải nhất. Xin chúc mừng Hạ An một lần nữa nhé. Xin chúc mừng Hạ An một lần nữa. Vậy là bạn đã giành được giải may mắn và giải nhất. Xin cảm ơn mọi người. Không biết là các bạn đã làm đúng các quy định của câu lạc bộ chưa ạ? Sao không có hai giải ạ? Chị là sao ạ, Thủy nhỉ? Là sao nhỉ, Thủy nhỉ? Đáp án của giải của chúng ta sẽ dựa trên tiêu chí là bạn trả lời đúng và nhanh nhất. Các bạn có thắc mắc gì không nhỉ? Nếu như có bất kỳ thắc mắc gì, chúng ta hãy cùng nhanh chóng bình luận dưới bài viết này để mình cùng giải đáp với các bạn nhé. Một lần nữa thì xin chúc mừng ba bạn đã cùng tham gia tích cực với câu lạc bộ và các bạn đã nhận được những phần quà đến từ chương trình. Các bạn thân mến, nếu như mà những bạn chưa nhận được những phần quà đến từ chương trình ngày hôm nay thì chúng mình cũng đừng buồn nhé. Bởi vì chúng mình hàng tuần thì chúng mình có những phần quà như vậy. Chúng ta có những phần quà như vậy ạ. Hàng tuần thì chúng ta đều có những phần quà là giải nhất, giải nhì, giải ba và giải may mắn. Thì các bạn hãy cùng theo dõi livestream của câu lạc bộ vào lúc 8 giờ tối thứ năm hàng tuần để cùng tham gia trả lời những câu hỏi. Ngoài nhận được những kiến thức về mặt kiến thức thì các bạn còn nhận phần quà vô cùng xinh xắn và giá trị đến từ câu lạc bộ đúng không nào? Các bạn ơi, có thể thả tim của mình lần cuối và để chào tạm biệt các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì có lẽ là do ngày hôm nay là những cái ngày rằm, thế nên là có thể là lúc 8 giờ thì các bạn ấy vẫn còn đang quây quần cùng với gia đình, thế nên là vẫn chưa tham gia chương trình với chúng mình. Nhưng mà không sao, hẹn gặp các bạn vào lúc 8 giờ tối thứ năm, tuần sau nhé. Đó là vào ngày và trước đó thì chúng mình sẽ thông báo cho các bạn về chủ đề mà chúng ta sẽ cùng học hỏi. Và chính vì thế là các bạn hãy theo dõi fanpage của câu lạc bộ nhé. Chúc Thủy ngủ ngon, chúc tất cả các bạn ngủ ngon. Ngày livestream lần tiếp theo của chúng ta đó chính là ngày 22 nhé, 22 tháng 8. Mọi người hãy cùng theo dõi và bật thông báo của câu lạc bộ để chúng ta lại có cơ hội nhận phần quà đến từ chương trình nhé. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ có cơ hội nhận phần quà đến từ chương trình. Các bạn thân mến là khi mà
các bạn nhận được những phần quà, nhận được những thông báo về những phần quà trên, thì chúng ta hãy cùng nhanh chóng nhắn tin cho fanpage của câu lạc bộ để các bạn ấy có thể nhắn tin và trao đổi những thông tin với các bạn nhé. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình cùng với chúng mình đến 9:15 ạ. Và hẹn gặp mọi người trong 8 giờ tối thứ năm tuần sau tại fanpage của ngôi nhà chung Hà Nội Free Fanpage Tour Guide. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.